Ơi, đang làm gì đấy? Chị mới đi chợ về. Ừ, ở đây con lợn đâu? Mọi anh bảo là bắt, em bắt con lợn đâu? Còn để đây em không? Chị con kia để chị làm lại chuồng đi, nó sắp đẻ để dọn cái chuồng này để cho nó. Cho nó sắp đẻ rồi. Con này thì bao giờ đẻ? Tao phải mang lên đấy nuôi vợ chị. Con này chắc 3-4 hôm nữa thôi. Con này chắc phải lấy bao nhiêu cân, hơn 30 cân đấy. Luôn em mang dây chà to đi rồi luôn vào ấy. Luôn vào con lợn cái thì nó sắp đẻ, con lợn cái này nó có giữ được. Cắn nên nó không giữ đâu, nó chỉ cắn. Ấy đấy, đứng dưới đấy. Đứng dưới cho nó vào. Em phải đi ra đằng trước, trước đó thì đuổi. Nhẹ nhàng. Từ từ để em cho đuổi, đuổi dịch nó ra. Còn vô ấy, lần trước em chầu ăn mệt đấy, hai chị em đẩy lên nó mệt đấy. Còn vô ấy, lần trước em chỉ chùm một lần rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ngan để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà bị nọ. Thế nhưng mà nó không có nước mấy nhỉ? Ôi ở đồ đen hôm qua chợ đồn rẻ lắm, có 50.000 cân thôi. Đầu mùa thì đắt thì chả mang, đầu mùa 75.000 tranh nhau thì chả mang. Có một túi chân gà bóc lột đấy rồi mà rút xương rồi mà con dâu nó bảo mẹ mua về để như nào mà không quay phim này sợ lên truyền hình lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần hả? Đưa cho cân nhỏ vẫn nhé.
Tay em cây, em lấy cái này em gọi. Thế này đổ một phát đổ hết rồi không chị? Đổ hết đi, sao nó chảy ra ngoài? Chảy ra thôi, sao chị lại rửa? Thank you.
không ăn thì để cho bà người nhà sẽ không chơi nữa. Thank you.
Thank you.
gái này bán cái gì cái đó mà chúc mừng trên bàn thêm các mặt hàng gia dụng như đất nhựa, bình gỗ, đậu hạt thủy tinh, mắt áo, bình nhựa dương, thân đi nước, ô đi đâu. Dài quá. Trong lòng tôi nghe lời núi sông, hãy vui trong chúa tấm lòng cùng tôi. Tôi cũng không muốn để làm thêm ba trong những khó khăn nào đó. Thank you.
gần 20 cân. Đấy là đúng quán bằng tưới nha, không cả thử. Bán quán. Cô ơi, em đã có tiền để mua rau dưa rồi, chị lại
Về tao lấy cho mày trận. Cho mày. Mày chưa quen thói đi. Mày ai mày nữa. Được rồi. Đến với tao. Tao à. Chắc là ông ấy đi rồi, tại vì từ đường đi em có gặp ông nào đâu. Ông đi đuổi chị đây. Nhưng mà chồng chị à? Chồng chị đây. Đánh như nào mà hai vợ chồng đuổi nhá, cái nhà chị ở sao? Nhà chị xa, chồng chị cũng hay uống rượu. Đây nhà em ở trên này. Em tưởng giật mình, em tưởng gặp ai ở đây. Tự nhiên lại thấy chả thấy ai cả, tự nhiên có chị ở đây. Nhưng mà anh ấy hay đánh chị thế à? Ông ấy chưa đánh. Mà chị chịu chạy à? Cái mẫu rượu chị suốt ngày đánh là gì? Suốt ngày rượu. Chị thế sợ. Chị ở trong bản à? Chị ở trong bản chị đi. Khổ thế không biết. Chị phải chạy đi này. Cái gì đây? Bao gì đấy? Bao gì? Chị ở cái túi. Túi có gì không đấy mà ôm? Có gì quý giá không? Không. Chị lấy cho kẻ. Mỗi mang được mỗi bộ áo đi à? Ừ. Thế là chạy vội quá hả chị? Ừ, chị phải chạy. Thế đi lên, nhà em ở ngay đây, đi lên trên đấy đi uống nước các thứ. Chị ăn cái gì chưa có đó? Chị chưa. Trên này, nhà em trên ngay trên này uống nước xem nhỉ? Nhân gần đây không? Vâng. Đi lên đâu vậy, ông mới tìm được vợ khổ đấy. Tìm bên đây không chị? Xuống nước đi. Giống như uống nước khác. Chị có em bé chưa? Chị chưa. Thế là vợ chồng với nhau thương bé. Chị là chị. Vợ chồng không phải đánh nhau chứ gì? Chị sợ chị chạy đến đây. Chị không bỏ đi. Phải làm gì như thế. Bỏ ai đánh á. Thế thì cứ bảo người ta nghe mấy vương tại em ở đây một mình mà em thấy một mình mà.
ông ấy tìm được lấy mình khổ. Tối nay con ăn bộ quần áo đúng không? Quần áo có tôi đi để làm gì? Chị ăn gì chưa? Từ sáng rồi. Chị ăn gì á? Mấy mẹ chị ăn gì đâu. Để em đi lấu có xem còn gì lấu chị nhá. Em để đây nhá. Ừ, để chị. Nhà em để rộng nhỉ? Vâng, em ở đây có một mình thôi. Mình chăm người ở trên này thôi. Không biết liệu ông có biết tìm ở đây không nhỉ? Chả biết được, chị đến bên kia chị chạy vào đi. Tại vì lúc em đi chợ về thì em không nhìn thấy ai đâu. Không nhìn thấy ai ở dưới đường đâu. Ở chỗ em này nó cũng vắng người ấy. Ông đuổi em tận trên kia chị đấy. Không có người mấy đâu, chỗ em không có người mấy đâu. Em không thấy ai. Chị làm mấy sao ấy, nhưng mà không đủ tiền cho ông đi uống rượu. Không uống rượu ác thì nó nghiện rượu, thế là ông còn nghiện rượu à? Nghiện vừa đánh đập suốt. Chị như thế chị cũng bỏ đi, ở nào được à? Chị bỏ đi, ông lại đuổi. Không nào được, chứ chị có cần mổ kẻ đẻ không? Không, chị cần đấy. Em sang cho chị ăn ít cơm nhá, tại vì nhà em chẳng còn cái gì nữa ấy. Ừ. Bây giờ để tối thì nấu cơm, nấu cơm giờ ăn tạm đâu mẹ nói. Ừ. Chị mang mấy bộ, chị có mang bộ quần áo đi không chị ơi? Thế á? Chị không thấy chị tắm. Mặc quần áo của em nhé, mặc tạm bộ quần áo của em nhé, tại vì chị không còn quần áo ấy.
Đi chị đi tắm đi xong để em dọn cho, đi tắm đi xong nghỉ ngơi. Đây nước ở trong này này chị ơi.
mấy đây gà hầm. Mua mấy con? Mua 3 con. 3 con á. Lại con lấy tiền. Ờ. Bán như nào nhỉ? 50.000 một con. Cho anh xuống xem. Đây, con bao tiền em? 20.000 một con. 20.000 à? Ừ. Cho anh hai con. Vâng, đây anh lấy hai con đấy. Rồi. 20.000. Cho anh gửi tiền. Bán sắp hết rồi nhỉ? Hết rồi, còn mấy con nữa thôi. Rồi hầm mỗi mấy con ấy. Lấy ba con. Ba con lấy luôn nữa. Ha ha ha!
quá rồi đúng không? Ra đi. Tình hình thế này thế nào được? Hãy subscribe cho kênh Ngan Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy thì cánh nào là chị? Vui vui cắn. Đấy, mua bao nhiêu quả anh mua? Chè vui. Vâng. Quả anh. Thank you.
Ăn thịt chảy vào rồi.